vai gió lùa vai người. Lầu kiến trong về không gỡ chiếu, đã cao ngàn niềm yêu, vì tôi mơ ước thì nhiều. Rồi, cho các bạn lấy hôm nay mình tiếp tục đáp ứng yêu cầu của các bạn. Vừa rồi thì các bạn nghe, thì bạn nào yêu cầu bài gì thì chắc các bạn đã biết rồi nha. Về đâu mái tóc người thương trên hợp âm trên tông la thứ trên tông rê thứ, rồi các bạn nhờ tông nào mình làm tông đó. Rồi thì bài này thì cũng như mọi bài nha các bạn, intro đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối thì bài nào dự vô cũng phải intro. Và bài này các bạn có thể chơi trên điệu bolero cũng được ha, như vừa rồi mình chơi habanera, thì tức là habanera hay bolero gì các bạn chơi cũng được ha. Rồi thì nhưng mà habanera nó sẽ hay hơn nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái nốt intro cho các bạn nha. Để mình xếp đàn lại gần chút xíu ha. Rồi thì intro thì các bạn có thể chơi nốt trên này đi ha. Rồi chút xíu nữa vô phần solo bài hát. Nếu các bạn nào tập solo mình sẽ chia sẻ nốt solo cho các bạn luôn. Và hợp âm điểm hát và cách điểm hát. Rồi đầu tiên thì nốt solo trước. Rồi bạn nào tập intro các bạn tập trên này bao đầu đi cho dễ. Thì mình vô hợp âm để mình điểm cho dễ ha. Còn khi mà vào solo thì các bạn có thể kéo trên thế rê trên này, nó sẽ hay hơn nha các bạn. Đó. Còn ở dưới này, cái này thì intro thôi. Rồi, bây giờ intro trước thì chút nữa mình sẽ solo thì mình sẽ solo trên này cho các bạn nha. Mình ghi số dây cũng ghi số dây trên này luôn ha. Ví dụ mình ghi 37 tức là dây số 3, ô thứ 7 nha các bạn. 26 tức là dây số 2, ô thứ 6, nó vậy đó. Các bạn tập bạn nào đã quen trên này rồi thì mình không nói, còn bạn nào mà chưa từng mà solo mà quen trên này chỉ solo dưới này thôi đó thì có bài này các bạn tập luôn solo trên này cho quen nha các bạn, tại vì sau này trước sau các bạn cũng phải chơi nhiều ô chứ không có mà cứ ba ô này các bạn chơi hoài ha, tại vì một số bài mình phải chơi trên này nó nghe nó hay hơn chút xíu vậy nha các bạn. Này mình ví dụ nha. Solo thì mình sẽ chia sẻ nốt trên này, còn bây giờ intro dưới này cho mình nha. Là mình sẽ đọc nốt cho các bạn nha. Về đâu mới tóc người thương, bây giờ thì vừa vô intro. Rồi câu này giống y như cái lời bài hát hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rồi các bạn ghi nha. Rê la son fa son đô la. À. Lại. Rê la son fa son. Rồi, tiếp. La đô son la đô fa đi. Hơi cao các bạn, cao thì mình đọc hơi gió nha các bạn. La đô son la đô fa đi. Rồi, mình ghi màn hình đó các bạn cứ đọc vô ha, cũng ghi số dây luôn á. Rồi, tiếp. Đó là một coi như một câu đi nha các bạn, là một câu nó hai đoạn vậy đó. Rồi, câu thứ hai của intro. Đi son trong này nha, để mình vô cái hợp âm son thứ luôn ha. La đô la kéo vô nè, dây 4 son ha. Còn không thì các bạn đàn son chỗ này cũng được. La đô la son đó. Còn không các bạn cứ đàn son dây 3 không bấm ha. Rồi. Rồi vậy là hết câu thứ hai. Rồi, tới câu thứ ba của intro. Mi son mi re mi do re. Mi son mi re mi do re. Rồi, câu thứ tư. Fa re đi ha. Fa re do re. Fa son la do fa mi do re. Fa re. Do, fa, mi, do, re.
Và là hết, nói chung những bốn câu intro này không câu nào giống câu nào hết các bạn. Các bạn chỉ cần tập nha, tại vì cái mình thấy cái intro này nó hay nên mình chia sẻ các bạn câu intro này. Thì như mình nói cũng rất nhiều cách intro ha. Các bạn cũng thể lấy phần lời các bạn intro, hoặc là các bạn dạo điệp khúc, hay là đơn giản solo ba hợp âm thôi. Rê thứ, vừa vô dạo ba hợp âm thôi, rê thứ, son thứ, rồi la bảy, về lại rê thứ ha. Rồi mình vô tiết tấu thôi, dặm la thứ, rê thứ cả mình vô thôi ha. Đó là cách đơn giản. Còn mình thấy cái câu này hay thì mình chia sẻ các bạn, bạn nào tập được thì tập nha. Rồi, rồi lại nha các bạn. Rê la son fa son đô la, rê thứ nha các bạn. La đô son la đô fa mi fa rê fa rê, rê thứ nha các bạn. Cao quá mình làm được. Rê đô rê son la đô la, rê thứ. La đô la son son thứ. Mi son mi rê mi đô rê rê thứ. Nè, mi son mi rê mi đô rê son thứ. Rồi tiếp câu nữa. Fa rê đô rê rê thứ luôn. Fa son la đô fa mi rê đô rê. Hoặc là đô rê cũng được ha, hoặc là rê cũng được. Đô rê cho đơn giản hơn. Fa rê. Nè, fa rê ha. Fa rê. Ngưng một, nói chung ngưng khoảng một nhịp, mình không đàn á, mình ngưng đàn. Rồi người ta sẽ vào. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rồi người ta vào. Rồi đó là intro, chút xíu nữa điểm hát thì mình sẽ chia sẻ phần đó cho các bạn nha. Còn bây giờ thì các bạn ghi note solo nha. Đầu tiên đoạn 1 solo trong này luôn nha các bạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rê la son fa son đô la. Rê la son fa son đô la. Mình cũng ghi số dây cho các bạn luôn nha. Rồi tiếp. Chiều nào xò tóc ngồi bên rèm. Fa son fa la la fa rê. Fa son fa la la. Tiếp. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Rồi. La rê. Mình đọc thấp xuống cao quá. La rê. Thầm ước. Thầm ước. La rê. La rê. Đô. Đô la. Đô la đây ha. La rê. Đô la. Đô rê. Rê. Trong này hơi cao các bạn ha. La rê đô la đô rê rê. Rồi tiếp. Chỗ này cao quá mình hát lên không nổi, mình đọc thấp xuống. Rồi bước vậy nè, nói. Rồi tiếp. Khép tâm từ lại thôi. Đô la fa rê son. Đô la fa rê son. Khép tâm từ lại thôi. Hoặc chỗ này các bạn cũng có thể luyến ha. Fa fa hăng son nè. Rê fa fa hăng son. Nhưng luyến phải cho lẹ ta lên nghe các bạn. Khép tâm từ lại thôi. Đô la fa rê fa fa son ha. Hoặc là đơn giản thì đô la fa rê son. Khép tâm từ lại thôi. Rồi tiếp. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Fa son la fa rê la. Lá chỗ này cũng được, hoặc là các bạn kéo lá chỗ này sẽ hay hơn. Lá dây hai nè ha. Đó, lá chỗ này các bạn kéo dây hai sẽ hay hơn. Còn không thì cứ đàn lá chỗ dây số 1 nha các bạn. Đường hoa vẫn chưa mở lối, lá dây số 1 ô 5 ha. Còn hoạch kéo nó sẽ hay hơn. Đó, kéo dây 2 sẽ hay hơn. Rồi thì các bạn thôi nha. Nhưng mình ghi dây 1 ha, lá dây 1 ô 5. Rồi qua đoạn 2. Vậy là hết.
solo đoạn 1, bây giờ qua nốt solo đoạn 2 nha các bạn. Đường thì lắm phong trần, tay trắng tay. Rồi các bạn thấy câu hát giống y như đoạn 1, thì cho nên solo cũng giống y luôn nha các bạn. Nó chỉ thay đổi khúc cuối thôi, khúc chuẩn bị qua điệp khúc á. Còn bây giờ solo đoạn 2 thì cũng y chang. Mình để đọc nhanh nha các bạn. Rê la son fa son đô la. Rê la son fa son đô la. Rồi tiếp. Trời đông ngày gió lùa vai gầy. Trời đông ngày gió lùa vai gầy. Fa son fa la la fa rê. Rồi tiếp. Lầu kính trăng về không lối chiêu. La la rê la rê đô la đô rê rê la rê đô la đô rê rê. Rồi tiếp. Gác cao ngăn niềm yêu. Đô la fa rê son. Giống như câu trên luôn. Đô la fa rê son. Rồi tiếp. Câu này khác nè. Thì thôi mơ ước chi nhiều. Rồi các bạn ghi. La mi son la fa mi rê. La mi son la fa mi rê. Thì thôi mơ ước chi nhiều. Đó. Rồi. Bây giờ là hết đoạn 2. Bây giờ các bạn ghi nốt của cái điệp khúc nha các bạn. Rồi. Bây giờ các bạn để mình chỉnh lại cái này. Rồi. Bây giờ ghi nốt được khúc nha các bạn. Bên nhau sao từng xa vạn lý. Rê rê đô la đô la rê. Rê rê đô la đô la rê. Rồi bên nhau sao từng xa vạn lý. Rồi tiếp. Cách biệt mấy sơn khề. Rồi các bạn ghi ha. Rê là đô là son ha. Rồi. Rê là đô là son. Rê là đô là son. Cách biệt mấy sơn khề. Rồi tiếp. Ngày đi mắt em xanh biển sâu. Rê fa son la fa fa rê son. Rê fa son la fa fa rê son. Hoặc chỗ này các bạn như lúc nãy mình nói đó. Fa fa son ha, nó hay hơn. Fa fa son. Còn đơn giản thì cứ rê son ha. Rồi lại. Rê fa son la fa fa rê son. Rồi. Ngày đi mắt em xanh biển sâu. Rồi tiếp. Mắt tôi rưng rưng sầu. La mi mi rê la. La mi mi rê đô la. Đô la nó sẽ hay hơn ha. Mắt tôi rưng rưng sầu. La mi mi rê đô la. Mắt tôi rưng rưng sầu. La mi mi rê đô la. Rồi tiếp. Lặng nghe tiếng pháo. La mi son la. La mi son la. Rồi tiếp. Tiếng ai qua cầu. La fa mi rê. Rồi nguyên câu. Lặng nghe tiếng pháo. Tiếng ai qua cầu. La mi son la. La fa mi rê. Rồi lặng nghe tiếng pháo. Tiếng ai qua cầu. Rồi vậy là hết điệp khúc. Bây giờ sẽ qua đoạn cuối nha các bạn. Đoạn cuối thì solo y chang đoạn 2 nè. Đoạn cuối thì nói chung nó giống y đoạn 2. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Đoạn 2 nó đưa lắm phong trần tay trắng tay. Nó cũng vậy thôi nha.
Rồi kết thúc đoạn 2 nè. Thì thôi mới ước chi nhiều. Nhớ còn đoạn cuối. Nhớ em tôi gọi tên chị nghe tiếng lá rơi thêm. Rồi, nói chung cũng y chang thôi. Có mấy cái chữ một chữ là nó khác một chữ thôi, cứ bề nguyên nốt của đoạn 2 các bạn solo cho đoạn cuối nha. Thì coi như các bạn tập solo nốt đoạn 1 thuộc được rồi thì các bạn solo đoạn 2 cứ giống như vậy, thay đổi một cái câu cuối thôi. Rồi, sau khi thay đổi câu cuối đoạn 2 xong thì các bạn solo đoạn cuối thì các bạn cũng đàn giống y như cái đoạn 2 ha. Rồi, và tập thêm cái điệp khúc nữa là các bạn đàn được hết bài. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần điểm hát cho các bạn nha. Chia sẻ hợp âm và cách điểm hát cho các bạn. Rồi, đầu tiên thì vô intro nha các bạn. Và như mình nói intro, các bạn có thể sử dụng 3 ô đầu tiên đi để mình đi hợp âm cho nó dễ nha. Rê la son fa son do la. Cứ rải tiết tấu bolero ha, nhẹ nhẹ ha. Khoan thai đó, dạng các bạn rải khoan thai nhẹ nhẹ đó. Hoặc các bạn cũng có thể điểm habanera ha. Sau khi một câu thì các bạn quánh tiết tấu habanera. Nè, ví dụ habanera đi nè. Mi son mi chế rê mi đô rê, rồi bấm la thứ, bấm rê thứ, lại xuống cái đàn tiếp fa rê đô rê, lại xuống cái fa son la đô fa mi đô rê. Rồi vậy là người ta sẽ hát thôi, cho nên các bạn có thể đánh tiết tấu habanera hoặc là các bạn đánh kiểu bolero thông thường thôi cũng được ha. Bolero thông thường nè, intro xong người ta sẽ hát nha. Rê la son fa son do la, quánh bô rô bình thường nhẹ nhàng thấy ha. Do son la do fa rê, hát một câu đó rê thứ. Rê do rê son la do la, tiếp la do la son, lại xuống cái thôi ha. Còn lại xuống cái mi son mi do rê, rê thứ lại xuống cái rồi lần tiếp fa rê đô rê, rê thứ rải xuống cái rồi tiếp fa son la đô fa mi đô rê. Rồi ngưng khoảng một nhịp là người ta sẽ vào hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rồi rê thứ nha các bạn, chỗ này đàn trên đông rê thứ thì vừa vào cái mình đàn chủ âm luôn rê thứ, ngưng đàn cho người ta hát. Rồi các bạn muốn vuốt thì các bạn vuốt ha, các bạn muốn vuốt thì các bạn vuốt. Rồi hôn lỡ, còn không thì cứ giữ nguyên đàn vậy ha, người ta cứ bấm rê thứ sẵn người ta vô hôn lỡ xa vào đôi mắt em, đàn dây rê liền dây số 4 liền ha, em rê thứ. Rồi khi đàn hợp âm thì các bạn có thể đàn, các bạn có thể bấm chỗ nào cũng được, rê thứ trên này cũng được ha, hoặc có thể bấm rê thứ trong này cũng được ha, tùy các bạn. Hôn lỡ xa vào đôi mắt em. Rê thứ trên này thì người ta vừa hết thì các bạn đàn dây năm ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Còn rê thứ ở đây các bạn đàn dây 4 nha. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rê thứ. Chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, rê thứ luôn. Rồi chỗ này mình sẽ lót câu nha các bạn. Tức là thường điệu habanera đó, người ta hát xong một câu người ta thường nghỉ ha, khúc nào người ta nghỉ thì mình sẽ lót, còn khúc nào người ta không nghỉ người ta hát tiếp thì mình khỏi lót vậy nha các bạn. Rồi như mình nói rê thứ thì các bạn muốn bấm chỗ nào các bạn bấm nha, nhưng mà khi người ta nghỉ thì các bạn sẽ lót nha. Ví dụ vừa vô nè, hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chắc 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 nè, chắc 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 fa rê son la, chắc 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 fa son la ha. Các bạn có thể lắc lót như vậy ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rồi đánh rê thôi, đánh dây rê một cái em. Rồi sau đó chắc 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 fa son la ha. Đó các bạn lót chừng 3 nốt vậy thôi cũng được ha. Còn nếu các bạn nhanh tay thì các bạn sẽ lót nhanh chút xíu ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em ha, nhanh tay thì các bạn sẽ lót nhiều nốt chút xíu, nhưng mà thôi 3 nốt cũng được rồi các bạn, cho nó dễ ha. Fa son la
chắc 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 fa son la, người ta hát hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chắc 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 fa son la, à, vậy nha các bạn. Rồi fa son la xong thì mình cũng cứ đàn tiết tấu habanera bình thường ha. Rồi lại hồn lỡ xa vào, vừa bắt thẳng rê thứ nha các bạn, người ta vừa hết là mình quánh dây số 4 liền nha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chắc 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 fa son la. Rồi fa son la xong thì các bạn cứ chắc 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 tiếp ha, đánh tiết tấu habanera đó ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc nút ngồi bên đêm. À, các bạn phà xoa lá xong rồi người ta sẽ hát tiếp liền. Chiều nào xò tóc ngồi bên rem. Rồi vẫn rê thứ ha. Sau cái này thì các bạn cũng lót luôn nha. Rồi các bạn nghe mình lót trước nha. Fa son la. À, lại từ đầu nha. Tới câu này mình lót luôn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt rê, chắc fa son la. Chiều nào xò tóc ngồi bên rèm, chắc 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 chắc. À, đô rê mi rê, đô rê mi rê, chắc 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 chắc. Đô rê mi rê, chắc 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 chắc. Đô mi rê cũng được ha. Giống như câu trên ba nốt thì câu này mình cũng ba nốt thôi, vậy cũng được nha bạn, khỏi gần bốn nốt. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chắc 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 fa son la. Rồi người ta sẽ hát tiếp. Chiều chiều nào xò tóc ngồi bên rèm, chắc 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 đô mi rê ha. Người ta hát chiều nào xò tóc ngồi bên rèm thì các bạn bấm rê thứ, và các bạn vừa hát xong chữ rèm thì các bạn chắc 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 đô mi rê. Rồi người ta sẽ hát tiếp á, vừa rê xong là người ta sẽ hát tiếp đó, ha. Rồi khúc này người ta không nghỉ nè, mình không. Khúc này người ta không nghỉ mình sẽ không lót. Lúc này người ta hát luồn tu thì mình sẽ không lót, người ta nghỉ các bạn mới lót nha. Rồi. Rồi tiếp nha các bạn. Chiều nào xò tóc ngồi bên rèm, chắc 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 đô mi rê. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói rề thứ, khép tâm từ lại thôi son thứ. Đường hoa vẫn chưa mờ lối mi và ở là bãi nha. Là bãi các bạn có thể đàn chỗ này hoặc là chỗ này cũng được ha. Các bạn tùy các bạn thôi. Các bạn đàn la trưởng cũng được ha. La trưởng chỗ này cũng được. Rồi. Đường hoa vẫn chưa mờ lối nè, là bãi nè ha. Rồi khúc này thì không cần lót hả, luôn muốn lót cũng được, còn không thì cứ đánh tiết tấu habanera bình thường xong rồi ngưng người ta sẽ vào đoạn 2 ha. Khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mờ lối. Chắc 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 đời lắm phong trăng tay trắng tay. Đó, này vô cái mình đàn tiếp tiết tấu habanera bình thường giống như đoạn 1 lúc nãy nha các bạn. Rồi mình lại nha. Đường hoa vẫn chưa mờ lối, chắc 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 chắc. À, các bạn điểm nha, mình cũng ghi số chắc trên màn hình nha. Chắc 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 chắc. À, các bạn chú ý nhịp tay ha, không nhịp cái tiếng nó gian nó không hay. Chắc 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 chắc. À, người ta hát vừa hát hết đoạn 1 nè. Đường hoa vẫn chưa mờ lối, chắc 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 chắc. Đó. Chắc 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 chắc. Chắc rồi ngưng đàn luôn, người ta sẽ vào. Đời lắm phong trăng tay trắng tay. Rồi các bạn có lót giống như đoạn 1 ha, giống như câu đầu của đoạn 1 đó. Chắc 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 fa son la. Rồi lê thứ. Chắc fa son la. Rê thứ. Rồi tiếp. Trời đông ngày gió lùa vai gầy, rê thứ luôn. Chắc đồ mi rê ha, giống như đoạn 1 luôn. Chắc 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 đồ mi rê. Rồi người ta sẽ hát tiếp, các bạn vừa rê xong người ta sẽ hát tiếp. Lầu kính trăng về không lối chiếu, rê thứ gác cao ngăn niềm yêu. Khúc này người ta hát luồn tuôn à, mình không cần lót gì hết, cứ đàn tiết tấu habanera bình thường ha. Rồi mình sẽ lại đoạn 2 cho các bạn nha. Đời lắm phong trăng tay trắng rê, chắc 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 son lá, chứ lộn phà son lá nha các bạn, xin lỗi các bạn. Đời lắm phong trần tay trắng rê, chắc 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 phà son lá. Trời đông ngày gió lùa vai gầy, gầy á là rê nha các bạn. Chắc đồ mi rê ha. Cái này cứ lộn cái
cái hợp âm với cái chữ hát, thì mình hát chữ hát đi, đặt nó hát âm rồi nó bị lẹo qua học cái hợp âm nữa. Đời lắm phong trần tây trắng tây nó tùy thứ, mình có thể hợp âm trên đó luôn các bạn. Trời đông ngày gió lùa vai gầy, chắc 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 pha sọt lá son. Vai gầy là đồ mi rê nha các bạn, lộn câu trên nữa rồi. Đời lắm tức là đời lắm phong trần tay trắng tay là pha son lá, các bạn lót pha son lá ha. Còn tiếp trời đông ngày gió lùa vai gầy thì các bạn sẽ lót đồ mi rê nữa. Trời đông ngày gió lùa vai gầy, chắc 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 đồ mi rê đó. Rồi người ta sẽ hát tiếp lâu kính trắng về không lối chiếu, rề thứ gác cao ngàn niềm yêu. Rồi rồi người yêu chỗ này là qua son thứ yêu thì thôi mơ ước chi nhiều nè. Ngay chỗ này thì thôi là các bạn lên la bảy luôn ha, la trưởng luôn hoặc la bảy cũng được thì các bạn ha. Nhưng mà ngay thì thôi mơ ước chi nhiều nhiều xuống lại rê thứ ha. Gác cao ngàn niềm yêu thì thôi đó, tức là cái này các bạn sẽ chuyển hợp âm giữa nhịp nha, tức là vừa gác cao ngàn niềm yêu là hết nhịp nè. Niềm yêu chát chát chát, các bạn chát 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 xong là các bạn bấm la bảy liền ha. Gác cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều chát 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 ha. Tức là các bạn chát 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 xong là các bạn bấm la bảy liền. Còn không chỗ này đơn giản là các bạn gác cao ngàn niềm yêu yêu mà giữ đây luôn thì thôi mơ ước chi nhiều về đây thứ nha. Nhưng mà nó không hay bằng cái khúc ngay trước thì thôi là các bạn cho nó là bảy rồi mơ ước chi nhiêu rồi mình về lại la rê thứ nó sẽ hay hơn nha các bạn. Còn không thì đơn giản nữa thì cứ gác cao ngăn niềm yêu là bảy luôn ha. Chỗ đó thì đúng nó son nhưng mà mình la bảy luôn, giữ la bảy luôn. Người ta cứ hát tiếp thì thôi mơ ước chi nhiêu về nhiều rồi mình về rê thứ ha. Mình ví dụ nè, gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiêu đó, tức là mình đang mình bỏ hợp âm như vậy thì nó sẽ đủ nhịp luôn, mình sẽ không chạy bỏ hợp âm giữa cho nó phức tạp nha các bạn. Rồi thì thôi mơ ước chi nhiều chắc 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 pha mi rê ha. Thì thôi mơ ước chi nhiều chắc 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 pha mi rê. Pha mi rê xong rải dây xuống luôn đàn tiết tấu bolero bình thường người ta sẽ vào điệp khúc nha các bạn. Với habanera thì điệp khúc các bạn sẽ đàn bolero ha, nó sẽ hay hơn. Rồi hết đoạn 2 là các bạn sẽ lót nè, ví dụ thì thôi mơ ước thêm nhiều chắc 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 pha mi rê, rồi rải xuống đàn bolero ha. Hoặc các bạn cũng có thể dập lên ha, dập mạnh tay lên để cho bắt cho người ta vào. Ví dụ này ha, thì thôi mơ ước thêm nhiều chắc 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 pha mi rê bolero. Các bạn gãi xuống xong rồi chắc 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 bên nhau. Rồi thì khi nào người ta chỉ hát nhau như là người ta hát theo chữ nhau đó thì bắt đầu mình đàn tiết tấu bolero ha, mình ngưng chát mình đàn tiết tấu bolero ha nha. Cứ mình cứ chát 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 là người ta sẽ vô chữ nhau là mình ngưng mình đàn bolero, mình ngưng chát nữa mình đàn bolero bình thường ha. Thì thôi mơ ước đi nhiều xuống cái rồi chát nha các bạn. Nè, vừa hết đoạn 2. Chát 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 pha mi rê gãi xuống cái rồi bắt đầu chát 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 à. Cứ chát là vô tới chữ bên nhau sao tình xa vang ly đó. Người ta bên nhau rồi mình đàn cái bass đầu tiên ha của bolero bùm cái phát đầu tiên luôn ha. Bên nè chát chát người ta bên nhau rồi mình bùm cái đàn tiếp bùm xong cái đàn tiết tấu bolero bình thường lại ha. Rồi mình lại ha. Thì thôi mơ ước chi nhiều chắc 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 đi về đại xuống bên nhau sao tình xa vạn lý cách biết mấy phân thế ngày đi mắt em xanh biển sâu đó. Ví dụ vậy các bạn đó, tức là hết đoạn 2 thì mình cứ chát đây cũng được hoặc chát đây cũng được ha. Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sân khê hả.
cứ chát chát xong người ta hát bên nhau rồi mình đàn tiết tấu bolero bình thường, rồi người ta cứ hát tiếp mình bỏ thấp âm thôi ha. Rồi đàn bolero bình thường người ta hát mình bỏ âm. Rồi ngay bên nhau là rề thử nha các bạn. Sao tình xa vạn lý rề thử luôn. Cách biệt mấy sơn khê son thử. Ngày đi son thử luôn. Mắt em xanh biển sâu son thử luôn. Mắt tôi rừng rừng sầu. Sầu là la bãi nha các bạn. Lặng nghe tiếng pháo. Tiếng pháo cũng là la bãi luôn. Tiếng ai qua câu. Các bạn chỗ này các bạn có thể đó, cái chắc 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 rê không. Hoặc là cái chỗ tiếng ai qua câu các bạn ngưng lại là người ta bắt đầu hát đoạn cuối ha. Lặng nghe tiếng pháo. Tiếng ai qua câu. Đó các bạn. Các bạn đạp. Rồi cái cuối các bạn cho về rê ha. Lặng nghe tiếng pháo. Tiếng ai qua câu. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Chắc 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 ha. Tức là hết điệp khúc thì lặng nghe tiếng pháo la bãi. Tiếng ai qua câu nó về lại rê thứ thì các bạn nghe từ người ta hát bốn chữ tiễn. Tiếng tiếng ai qua câu thì các bạn dậm. Có thể các bạn dậm la 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 rê ha. Nó gì cho dễ. La 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 rê. Còn các bạn dậm đúng học âm nó thì nó sẽ bị chậm tay chút xíu. Để các bạn học cho nó. La fa mi rê ha. Các bạn sẽ dậm nè. Đang nghe tiếng pháo. La fa mi rê. Đó. Nếu các bạn sẽ chuyển cái tay học âm lì lệ luôn thì nhiều khi các bạn không kịp ha. Lặng nghe tiếng pháo. Tiếng ai qua câu. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Thì cho nên các bạn không cần chuyển theo âm. Bốn chữ hát đó thì các bạn cứ dậm ha. Lặng nghe tiếng pháo. Tiễn rê cầu ha. Người ta về cầu là các bạn về rê. Tức là hai hợp âm thôi. Lặng nghe tiếng pháo thì đang la bãi là giữ luôn ha. La trưởng cũng được, các bạn cứ đàn la trưởng cũng được. Tiếng pháo, rồi người ta hát nè. Tiếng ai qua câu ha. Tiếng ai qua về rê câu ha. Đầu tiên bấm la. Tiếng ai qua về rê câu. Rồi ngưng, bấm dịnh dịnh vô cái đàn cho nó im luôn. Hết tiếng luôn thì người ta sẽ hát. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Ngay chữ em thì các bạn đàn lại tiết tấu habanera lại bình thường ha. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Đó, rồi về rê thứ đàn bình thường. Rồi mình sẽ thử hết điệp khúc này nha các bạn. Rồi. Lặng nghe tiếng pháo. Tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Rồi về rê thứ đàn giống y như đoạn 2 luôn nha các bạn. Cũng lót ngay chỗ này cũng lót. Chắc 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 son lá hà. Chỗ đó cũng lót. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Rê thứ nha các bạn. Bấm rê thứ đàn nốt rê dì 4 ha. Chắc 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 pha son lá. Về đâu làng tóc xò bên rê. Rê thứ luôn đó các bạn. Bên rem là rê thứ luôn nha. Rồi các bạn cũng lót. Về đâu làng tóc xò bên rem. Chắc 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 hoặc là do mi re ha, hoặc là fa mi re, hoặc là do mi re cũng được, lót câu nào cũng được hết nha các bạn. Không thì cứ lót giống như đoạn hồi nãy cũng được nha các bạn. Rồi lâu vẫn không người sông khép kín rề thứ nhớ em tôi gọi tên son thứ chỉ nghe tiếng lá rơi thêm về lại rề thứ. Rồi thường cái habanera người ta sẽ hát lại khúc này, hát lại một câu nữa giống vậy đó, đoạn cuối đó. Lâu vẫn không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thì. Đó, ví dụ vậy, tức là thường người ta hát là mình cứ rải dây người ta hát lại đó. Còn không thì cũng như những bài hát cứ lấy cái intro các bạn kết out cũng được ha các bạn ha. Mà thông thường thì đàn mà chơi thì người ta không hát lại đâu, cứ hát xong bài thôi ha. Hát hết bài người ta hát lại hai cái câu cuối nữa ha. Nè, ví dụ kết thúc bài nè. Sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá.
bạn rải khúc này là các bạn rải bolero, rải dây đó các bạn nha. Các bạn rải rải cách mà đàn bolero rải dây ha, mình không nhắc lại nữa nha. Mình sẽ nói các bạn chỗ này là các bạn đàn bolero rải dây ha, để chờ người ta đó ha. Nè. Lâu vắng không người sông khép kín, nhớ em tôi gọi thế chỉ nghe tiếng lá tươi về ha. Nói chung là các bạn có thể tùy hứng các bạn, nhưng mà kết kết ao thì các bạn có thể xài kiểu này thì nghe nó hay hơn ha, cứ xài bolero rải dây á. Thì bài hôm nay kết thúc tại đây nha các bạn. Rồi có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment hỏi mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.